Chào tất cả cô chú chị Khang nhá. Em lên sóng buổi sáng cho cô chú chị Khang nhà mình một gốc chắc đỏ đen các ông ba. Cục đây 12 cân, em tính 11 cân đi. Đấy, cục đây thì phân rất là đẹp mọi người này. Đỏ đen rất là đẹp, gỗ và chất gỗ phải già đây. Đấy, cục đây thì một tay này là lõi, tay này là có rác tươi. 12 cân tới 11 cân. Đông đặc mọi người nhé. Em đo chiều cao của cái tay này. 50 mọi người này. Phần bên đây qua đây mọi người này. 17 cm. 12 cm. Trên đầu đây. 11 cm. Trên đầu 11 và 8 cm. Còn rất đẹp, chất gỗ già đanh mọi người. Đây còn cái rễ này. Rễ này có chiều dài là được 60 đấy mọi người nhé, chắc cú luôn đây mọi người, đó chưa hết đâu. Ngang này, ngang cái rễ này chỗ đây là 13 này, đây 13 này, chỗ này 9 này, chỗ này 6 này, đông đặc mọi người nhé, đông đặc trăm trăm luôn đấy. Các bác thích đục phần này có rác tươi cho nó đẹp, còn thích đục phần này tinh lõi. Đều đẹp. Giá rẻ bèo mọi người nhé. Giá rẻ bèo luôn mọi người. Chắc đỏ đen. Cho mọi người xem phần đế đây. Đây. Xíu đây mọi người này. Đây. Đấy, tí nhắn thín đi. Em kiểm tra kỹ hết là nhắn thín rồi. Mọi người nhé. 15 phân, 16 phân này, nhắn thín này. Đây. Nói chung là bao đục hai bình để vít. Cô chú chị thiện chí với gốc chắc đỏ đen này liên hệ em thương nhé. Giá bao rẻ nhất thị trường. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của em nhé. Đỏ đen Canon 3 mọi người nhé. 0338 918 991. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của em. Chất vần quá đẹp.